Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh AF Mobile. Và hôm nay mình sẽ bắn với Phúc, Quý và Boy CCC. Xuống luôn đây luôn nha. Chữ B chụp đâu rồi? À, Boy BCCC. Rồi ok, sẽ chết sớm hay là sẽ ai sẽ là người coi phim đây? Mình nghĩ chắc là mình rồi. Thì theo yêu cầu của các bạn, mình mà Phúc đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Mày đồng lắm anh ơi. Anh cũng thấy vậy đó. Rồi chết mẹ rồi. Hay quá em ơi, em đáp đúng chỗ rồi đó. Rồi anh thấy có tiếng súng nổ bên kia rồi. Anh chưa có súng luôn á. Anh chưa có khẩu luôn á. Ở dưới kìa. Cũng đang thủ này, đừng có đứng đó anh. Trời. Sao đó anh chạy vòng cho. Ôi anh bắn nó một cái mà anh giết luôn kìa. Đâu? Có rồi hả? Còn này WAG luôn đúng không? Mình mới giết hả? Bò mới giết. Ai mới giết? Ok. Ok thì hôm nay mình đã chạm mặt được tem lớn rồi nha các bạn. Đẩy xuống nào. Tem top 1 server nha các bạn. Ok. Anh đang xuống đây. Bây giờ máy dắt nha, máy dắt tụm lại có gì á. Ok ok. Hay là đúng rồi, tới nhà xe. Trong phòng nó phụ em nè anh ơi. Đâu. Ok từ từ em ơi. Từ. Rồi chạy đường đó đi. Rồi ok. Lia. Cầm sọc gân á, hết hồn. Sọc gân gì rồi? Làm anh chịu coi. Chịu 150 máu. Chắc ba để tao phụ ơi. Bắt cái can là quên. Thôi anh, em bắn cây súng bóng lụ rồi. Cho anh bình máu rồi. Bắn em này phải thằng bắn cây súng vừa vừa đấy. Phúc ơi, cho anh bình máu Phúc ơi. Máu dưới kìa anh. Đâu? Dưới nhà dưới kìa. À dưới đây tao rồi ok. Ok anh xuống ly rồi. À có giáp ba, ngon. Rồi. Anh thấy trước mà. Mà lấy của anh đâu, bên hai người này có rồi. À, cảm ơn. Hay em lấy chục vật hả? Mà không là sang ơi. Sang. Có rồi. Đủ rồi anh ơi. Đủ rồi. Có súng mới nè. Quải của anh lụm đầy rác luôn nè, trời đất ơi. Khổ thân. Nấm 70 nè, lại ăn đi, ai hiếu một máu hai máu gì đó. Rồi đây. Lại được không? Nấm. Nấm của bà Nhi rớt á. Em mất sao không được nha. Em chưa xuống gần xuống lụ. Anh súng nào cũng chơi trừ khẩu AW thôi. Đặc biệt em. Nấm là anh nhanh chưa? Xe hai chỗ nè. Lót rồi, dưới đây lót rồi. Để đi dạo tí. Đi lút rồi. Có báo nha, có quay về nha. À.
Không lẽ bây giờ sử dụng cây 41 này luôn trời. 41 này bắn yếu lắm, không phải bắn yếu mà bắn giật lắm. Mà 41 hả? Không, cây khẩu AK-47 á em. Bên em có Ska nè. Đấy, cái thằng nè. Đâu vậy? Rồi ăn đi. Còn con bồ nó nữa. Còn bồ nó. Bồ nó chạy xe kìa. Trên đồi chạy xuống. Đấy, xuống rồi. Anh chờ. Khoan, trên đồi chạy xuống nè. Trên đây nè. Hai nóng rồi hả? Cùng hai thằng rồi em ơi. Còn nào nữa không? Còn thằng trên xe mà. Thằng bên nóc rồi, còn nào nữa? Thằng đó anh bắn nóc rồi. Còn thằng nào nữa? Nãy thấy xe ở đây mà. Viết coi tên nha. Anh đi để xuống trường nè, lấy không nè. Lên bắn. Đầy bà nó lâu rồi. Không. Em nè, anh ơi. Sao quý lại không anh? Em cầm súng tích gân với súng bóng lụ cần chi có đạn đâu mà. Thôi anh có hai bình máu rồi quý ơi, em cầm đi. Có hai bình rồi. Xét này dưới đây không ăn à? Rồi GAV đang ở trước mặt mình kìa. Đi dò. Ok. Thì cứ đi theo sao đi. Ồ, quý đẹp trai chạy xe khá là kinh. Quý có bằng lái gì em? Có bằng lái máy bay vậy. Ok. Anh ấy đang có bằng lái máy bay và anh ấy chạy với tốc độ kinh hoàng. Rồi, xong. Rồi, anh ấy đã kẹt xe rồi. Và liệu rằng anh ấy có thoát ra được chỗ này hay không, các bạn hãy chờ xem nhé. Trong khi xem, các bạn nhớ ấn nút like và nút chia sẻ và nút đăng ký kênh nhé các bạn. Ok, anh ấy đang lao thẳng xuống với vận tốc ban thơ. Lại một lần nữa không thấy ai cả. Ồ. Em chỉ xanh để đi tìm luôn. Không thấy ai hết nha. Khu vực này chắc không có ai đâu. Xe anh ơi. Xe anh ơi. Ok, xe ok. Xe ok. Anh ơi. À, bo cắn. Ok, quay về rước đồng đội nè quý ơi. Em ở đây. Lên boy PCCCCC. Sao sao vào không được nè. Từ từ nó đang lắc á, phải dừng hẳn đã, đợi thời gian nữa. Xe bị cháy rồi, cái xe này nó đi quá. Đúng rồi. Viền bo nha quý ơi. Viền bo theo hướng anh nha. Sáng luôn, viền bo làm gì nữa. Thường thì nó toàn ở ngoài viền bo không chứ đâu.
pin năm mấy và cái dịch dịch nha. Ừ, xe xanh nè. Anh Thắng ơi. Đâu vậy? Đâu? Tống trời nè. Ok, đang tới. Nào. Nghe đánh lỡ hả? Đâu đâu. Ok Lia. Ừ, Goroya, ngon. Goroya nè. Ôi giáp ba. Tính. Ba lô ba đâu? Còn đàn xuống trường không? Ui, lấy hết trơn. À, giáp ba nè. Ok, tiếp tục thôi. Bom kìa, ra khỏi khu vực này đi. Bốn đứa đây nè. Đâu? Anh đang chạy theo sau nè. Ok ok. Nhảy lời vậy. Đây là đi chiếm à, nó bắn à. Đâu đâu đâu, anh Tông á. Nó đây nè. Cố Ok. Lần nãy anh mới bắn qua cửa sổ xong á. Cho anh bình máu là ngon á. 13 bình nè. Điện tử. Cho anh 2 bình đi, anh không có bình nào hết á. Cho anh 2 đứa. Đâu đâu đang ra nè. Quý sau lưng nè. Anh hai liều. Để máu hả? Gì giờ kẹt đạn á, kẹt đạn vậy. Chạy xe okay. Tao ơi. Chạy của tao, lấy xe tao. Xe tao mày. Rồi. Thôi lên xe quý luôn nè. Anh ơi, bon ơi. Ok. Đi. Ồ đẹp vậy, đẹp vậy. Bắt cua đẹp vậy. Ok, anh nghĩ là nó ở dưới thung lũng á. Dưới trời dưới này nè. Đó, 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 đó. Trước mặt luôn. Đứa này, đứa này nữa. Dân chê lâu năm, dân chê lâu năm. Ôi, cay nha. Bộ đó. Anh bổ mẹ rồi nè. Bắn cả đống đi. Ui da, đau 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 đau. Rồi bắn anh kìa quý ơi. Cứu kìa, cứu kìa, cứu kìa. Ui khỏi cần cứu luôn. Ý
Rồi, cảm ơn mọi người đã đón xem clip nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé.